Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu. Mỹ đã bí mật cảnh báo Iran mối đe dọa khủng bố từ IS. Dẫn lời một giới chức của Mỹ, hãng tin Reuters cho biết, chính phủ của Mỹ đã đưa ra cảnh báo với Iran về mối đe dọa khủng bố trong nước. Lời cảnh báo được đưa ra ngay trước khi mà tổ chức khủng bố của nhà nước Hồ giáo tự xưng đã tiến hành hai vụ đánh bom ở thành phố Kerman của Iran, khiến cho gần 100 người chết vào hôm 3 tháng 1. Ông John Alderman, giám đốc chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết, cảnh báo này có thể phản ánh mong muốn rộng rãi hơn của Mỹ trong việc tìm kiếm đối thoại với Iran. Ông Alderman cho biết thêm, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tin rằng, đối thoại giữa Washington và Tehran có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đã có các cuộc tấn công gần đây của những lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn nhằm vào các lợi ích của Mỹ, Israel và các nước phương Tây khác, cũng như những tiến bộ của chương trình nguyên tử của Tehran. Trong nỗ lực của ông Biden nhằm khôi phục thỏa thuận nguyên tử của Iran vào năm 2015 vẫn trong bế tắc, nhưng ông Alderman lại cho rằng các trợ lý của ông Joe Biden vẫn muốn tìm cách đàm phán với Tehran. Ông Aaron David Miller thuộc trung tâm Wilson ở Washington cũng đồng tin với quan điểm trên khi cho rằng tất cả những gì có thể làm đó là tìm kiếm cơ hội để nói chuyện, giảm leo thang và tránh leo thang có thể dẫn đến chiến tranh. Trung Cộng chính thức bước vào kỳ xuân vận, tức là mùa xuân mà người ta di chuyển. Theo dự kiến thì con số người di chuyển trong mùa xuân này sẽ cao tới mức kỷ lục theo giới truyền thông của chính phủ Trung Cộng, thì Trung Cộng đã chính thức bước vào kỳ xuân vận, tấp nập nhất hàng năm. Theo dự báo, thì số lượng người về quê ăn Tết nguyên đáng năm 2024 trong vòng 40 ngày xung quanh đợt nghỉ lễ lớn này đạt mức cao chưa từng thấy với 9 tỷ lượt người đi lại. Đài truyền hình trung ương của Trung Cộng, tức là CCTV, đưa tin khoảng 80% trong số 9 tỷ lượt người trở về quê sum họp bên gia đình vào dịp này. Họ tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đây cũng là tỷ lệ cao chưa từng có. Số người còn lại sử dụng dịch vụ hỏa xa, hàng không và đường thủy. Con số nói trên cao gần gấp đôi so với số 4 tỷ 700 triệu lượt người ghi nhận trong kỳ xuân vận năm 2023 khi mà các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 vô cùng nghiêm ngặt được dỡ bỏ. Vẫn theo đài truyền hình CCTV, theo dự kiến, chỉ riêng trong ngày 26 tháng 1, là ngày đầu tiên của kỳ xuân vận năm nay sẽ có khoảng 11 triệu người đi lại bằng tàu thuyền. Trong vòng 40 ngày xung quanh dịp Tết Nguyên đáng năm 2024, ước tính có khoảng 480 triệu lượt người đi lại bằng tàu thuyền trên toàn quốc, tăng 38% so với năm 2023 và mức tăng 17% so với mức ghi nhận hồi năm 2019, đó là trước khi bùng phát dịch bệnh COVID-19. Cùng ngày, thì cơ quan quản lý hàng không của Trung Cộng dự kiến số hành khách trong đợt xuân vận năm nay sẽ tăng lên 80 triệu người, tức là cao hơn 9.8% so với năm 2019. Riêng hai phi trường chính ở thủ đô Bắc Kinh có thể ghi nhận kỷ lục là 76.000 chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong giai đoạn này, tức là tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Quay sang Nam Hàn, thì nước này tăng cường tiếp thị máy bay trực thăng KUH-1 Syrian theo nguồn tin ngành công nghệ quốc phòng của Nam Hàn, thì công ty hàng không vũ trụ của Nam Hàn đang đẩy mạnh tiếp thị KU-H1 Syrian là loại máy bay trực thăng tiện ích do công ty phát triển đến các đối tác ở Trung Đông và Đông Nam Á. Các nguồn tin trên cho biết, KU-H1 Syrian có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, bao gồm quân sự, cảnh sát, bảo vệ bờ biển, cứu hỏa, lâm nghiệp v.v. Hiện thì công ty hàng không vũ trụ Nam Hàn đang tích cực thảo luận các chi tiết như là quy mô hợp đồng và mức độ chuyển giao công nghệ để xuất cảng KUH-1 Syrian sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công ty hàng không vũ trụ Nam Hàn đã chuyển giao cho thủy quân lục chiến của Nam Hàn khoảng 30 chiếc máy bay trực thăng MUH-1 Meridian là một phiên bản mới của Syrian được thiết kế cho các hoạt động hàng hải và đổ bộ công ty cũng đang phát triển máy bay trực thăng ra phá bom mìn để loại bỏ mìn ở dưới nước. Với những năng lực này, thì công ty có thể đáp ứng yêu cầu của chính phủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc thiết kế và sản xuất máy bay trực thăng phù hợp với hoạt động hàng hải. Tuy liên quan tới Tết Nguyên Đán tại khu vực châu Á, thì chính phủ Singapore đã cho 1.500 chiếc máy bay không người lái chuẩn bị tạo thành hình một con rồng khổng lồ để mừng Tết Nguyên đáng. Bên cạnh tiết mục bắn pháo bông như thường lệ, thì du khách tới thăm vùng vịnh Marina ở Singapore vào năm nay còn được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đặc sắc của 1.500 chiếc máy bay không người lái. Ban tổ chức cho hay một chú rồng được tạo hình bằng máy bay không người lái là một phần của tiết mục kéo dài khoảng 10 phút mang tên The Legion of the Dragon Gate, tạm dịch là Cá chép vượt vũ môn. Đây là chương trình do cơ quan du lịch Singapore cùng với khu giải trí Marina Bay Sands tổ chức cá chép vượt vũ môn kể về hành trình đầy gian nan của những con cá chép kiên trì bơi ngược dòng sông và nhảy qua thác Long Môn để hóa thành loài rồng dũng mãnh. Ngoài cốt truyện chính thì câu chuyện còn ẩn chứa nhiều chi tiết gợi nhắc tới gia đình cũng như lời chúc may mắn và sự thịnh vượng cho năm mới. Sự kiện nói trên diễn ra vào lúc 8 giờ tối các ngày mùng 6, mùng 10, 11, 16, 17 và 18 tháng 2. Du khách có thể tham dự hoàn toàn miễn phí. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì du khách có thể nán lại để xem buổi trình diễn nhạc nước nổi tiếng được mang tên Spectre A Light and Water Show vào lúc 8 giờ rưỡi và 9 giờ rưỡi tối cùng ngày. Chủ tịch Toyota cho biết xe điện chỉ chiếm 30%, phần còn lại hybrid và động cơ đốt trong. Tại một sự kiện kinh doanh diễn ra gần đây, ông Akio Toyoda là chủ tịch hội đồng quản trị cựu CEO của Toyota, đồng thời là cháu trai của người sáng lập, đã nói rằng xe điện chỉ chiếm khoảng 30% doanh số xe hơi toàn cầu. Nhận định của ông cũng được đăng tải trên Toyota Times. Ông đánh giá cho dù là xe điện có tiến bộ cho đến đâu, thì xe hybrid, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro và động cơ đốt trong sẽ chiếm 70% của thị trường. Ông đánh giá rằng cho dù xe điện có tiến bộ cho đến đâu, thì xe hybrid, xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro và động cơ đốt trong sẽ chiếm khoảng 70% thị trường. Theo ông Akio Toyoda, đó là lý do mà Toyoda cạnh tranh bằng nhiều dòng động cơ, chứ không chỉ một. Ông còn nói thêm rằng, hệ truyền động sẽ do khách hàng và thị trường quyết định, chứ không dựa trên bất kỳ sức ép nào khác. Nhận định này của ông có vẻ trái ngược với Bloomberg NEF, khi mà tổ chức này dự đoán xe điện sẽ chiếm 75% doanh số bán xe hơi mới và 44% phương tiện chở khách trên đường vào năm 2040. Một trong những lý do cho niềm tin của chủ tịch hãng Toyota đến từ việc có khoảng 1 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận với xe điện. Theo lời ông Toyota, còn theo cơ quan năng lượng quốc tế thì con số là gần 775 triệu. Dù thế nào thì theo chủ tịch Toyota một thế giới chỉ toàn xe điện là không khả thi với tất cả. Sang qua Ấn Độ, rất nhiều người cao niên tại Ấn Độ tìm mọi cách để chứng minh là họ còn sống vì hồ sơ chính phủ nói rằng họ đã chết. Rất nhiều quý vị cao niên tại Ấn Độ đang cố gắng tìm mọi cách để chứng minh rằng họ vẫn còn đang sống vì trong hồ sơ của chính phủ Ấn Độ, họ bị xem là đã chết nên họ bị cúp hoàn toàn tiền trợ gấp. Một ngày cuối tuần thì trên đường phố ở phía bắc của Ấn Độ, cụ ông có tên là Duli Chan, 102 tuổi, đã tổ chức một đám cưới giả chỉ để chứng minh với các giới chức ở thị trấn này như sau. Ông là người có năng lực và thực ra ông vẫn chưa chết. Trước đó, cụ ông này đột ngột bị cúp tiền lương hưu hàng tháng vào khoảng 33 Mỹ Kim mỗi tháng vì ông bị tuyên bố là đã chết trong hồ sơ của chính phủ. Rắc rối này xảy ra sau khi chính phủ Ấn Độ sử dụng một dữ liệu mới để xác định tính đủ điều kiện của những người xin hưởng phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, dữ liệu này đã bị lỗi thời khiến cho rất nhiều người tự nhiên được cho là đã chết. Mặc dù họ đã đến trình báo, họ đã khiếu nại nhưng vẫn chưa được giải quyết. Nhật báo Al Jazeera cho hay trường hợp của cụ ông Chan không phải là cá biệt và theo dữ liệu của nhật báo này thì có khoảng 277.115 người cao niên và 52.479 quá phụ được tuyên bố là đã chết và họ bị cúp lương hưu kể từ khi dữ liệu mới của Ấn Độ được thực thi vào năm 2020. Và hàng ngàn người thực sự vẫn còn đang sống. Họ phải vượt qua một mê cung quan liêu về giấy tờ trước khi có thể sửa các thông tin chi tiết của chính bản thân mình cho biết rằng mình vẫn còn đang sống và vấn đề liên quan đến tình hình ở châu á thì tại trung quốc một người phụ nữ đã mua thiết bị định vị và lắp trên xe của cảnh sát để tránh bị kiểm tra theo tài khoản công khai wechat công an tương châu mới đây thì cơ quan an ninh mạng thuộc cơ quan công an tỉnh hồ bắc của trung quốc đã nhận được thông báo rằng là cơ quan thực thi pháp luật toàn diện giao thông đã tìm thấy thêm một hộp vuông nhỏ màu đen trên khung gầm của xe trong khi kiểm tra phương tiện sau khi kiểm tra kỹ hơn, thì hộp cao đen này được xác nhận là thiết bị định vị GPS. Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện 6 trong số 11 chiếc xe thi hành án của đơn vị được trang bị thiết bị định vị GPS. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được nghi phạm tên là Chu thông qua thẻ điện thoại của thiết bị định vị GPS. Theo lời kể của nghi phạm Chu, cô đứng tên một đội vận tải để tránh sự kiểm tra của lực lượng thực hữu trách thì cô Chu đã nghĩ đến việc lắp đặt thiết bị định vị trên xe của cảnh sát, nắm bắt chính xác vị trí của phương tiện thông qua một app điện thoại di động và thông báo cho người lái xe để tránh bị kiểm tra. Sau khi điều tra vào tháng 6 năm 2023, cô Chu đã mua trực tuyến 6 thiết bị định vị GPS có chức năng tự tính với giá là 49 Mỹ Kim cho mỗi chiếc. Khi mà xe cảnh sát đầu ở ga Tương Châu vào lúc nửa đêm, cô đã lén đặt chúng lên 6 phương tiện. Hiện tại thì cô Chu đã bị tạm giữ hành chính 8 ngày theo quy định của pháp luật và đã bị phạt là 70 Mỹ Kim vì đã cản trở công chức nhà nước thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.